Không phải như vậy. Không phải như vậy. Đây không phải là chuyện thật. Tôi không thể nào bị như vậy được. Không cần biết chuyện gì xảy ra. Mình cứ sống vui vẻ mỗi ngày được không? Anh, mình đám cưới đi. Đó là điều khiến cho em hạnh phúc nhất. Chuyện gì đây? Đây là 3 tỷ. Anh cầm lấy. Bớt dây đi nha. Tôi sẽ trả hương lại cho anh. Phải hứa với tôi, anh phải thương yêu và chăm sóc cho Hương thật là tốt. Anh bị điên hả? Bệnh tim của tôi tái phát nặng rồi, chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa thôi. Trước khi tôi đi, tôi muốn sắp xếp cuộc sống thật tốt cho Hương. Cưới á? Chẳng lẽ con... Mày ấy... Dạ không mẹ ơi, con không có. Tại mẹ của anh Tường đi coi ngày, rồi muốn tụi con tổ chức đám cưới sớm. Ủa? Bên đó họ muốn sớm là bên đây mình phải đồng ý hả? Dạ mẹ ơi. Nếu mà nhà mình đồng ý thì bên kia người ta coi thường đấy, con có biết không? Đúng rồi. Con hãy đi nói lại với cậu Tường đi. Rồi em sẽ làm đám cưới. Một đám cưới nhỏ. Thì em cho anh với thằng Vi thằng Bo tới dự nữa nha. Rủ thêm chú Quang, con Minh với thằng Nhân nữa cho nó vui. Tụi anh sẽ chúc phúc cho em với anh Tường được hạnh phúc. Đám cưới mà, tới dự đông người cho nó vui chứ. Thương à, em hãy dành thời gian cho anh Tường nhiều hơn nữa đi. Còn chuyện Vi Mo cứ để anh lo cho. Tại Hấp Beyond, đón xem hồi kết gạo nếp gạo tẻ. Đón xem gạo nếp gạo tẻ lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh Giải trí TV.